Lấy cảm hứng từ hình tượng nhân vật Xì Chum đáng yêu và đầy sáng tạo, chương trình Thám hiểm Vương quốc Xì Chum với sự tham gia của các nghệ sĩ cũng như nhiều diễn viên nhỏ tuổi sẽ ra mắt khán giả Hà Nội từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 tại Cung Văn hóa Vietso Hà Nội. Thám hiểm Vương quốc Xì Chum là một chương trình hài kịch, xiếc, tạp kỹ, vui nhộn và đặc sắc dành cho thiếu nhi, quy tụ đa dạng, nhiều động vật và nhân vật, những người bạn thân thiết trong trí tưởng tượng của các em nhỏ hiện nay sẽ bước ra đời thực. Bên cạnh đó là các tiết mục biểu diễn đặc biệt của các chú khỉ, chó dễ thương. Những anh hề vui nhộn sẽ đưa các em lạc vào vương quốc Xì Chum tuyệt vời. Điều đặc sắc nhất của chương trình này chính là sự kết hợp của danh hài Minh Vượng và ca sĩ Minh Quân trong hai vai chính là Mụ Phù Thủy và Vua Xì Chum. Những ngôi sao nhí đang được các em nhỏ mến mộ cũng lần đầu tiên được biểu diễn trong chương trình như Trịnh Nhật Minh, Bảo Ngọc, Cao Lê Hà Trang, Hương Thảo.